cách thứ ba có thể giúp chúng ta làm tăng huyết áp một cách nhanh chóng, đó là chúng ta sẽ dùng hai cái đầu ngón tay ấn vào hai điểm. Điểm thứ nhất là điểm lõm ngay dưới bờ môi dưới, đỉnh của đường cong ụ cằm. Đây là huyệt số 127 trong phương pháp diện trần. Điểm thứ hai là đỉnh của rãnh nhân trung tiếp giáp với chân của vách ngăn giữa hai lỗ mũi. Đây là điểm huyệt số 19 trong phương pháp diện trần. Chúng ta sẽ ấn hai cái điểm này cùng một lúc như thế này. Ấn với lực tương đối mạnh và giữ trong vòng khoảng 30 giây. Sau đó nhấc tay ra, nghỉ khoảng 5 đến 10 giây, ấn lại lần thứ 2 30 giây, rồi lặp lại như vậy lần thứ 3. Sau đó chúng ta tiến hành kiểm tra huyết áp hoặc là lắng nghe trạng thái của cơ thể. Nếu thấy chưa ổn, chúng ta có thể lặp lại vài lần nữa cho đến khi nào cảm thấy huyết áp ổn định thì thôi. Chúc quý vị và các bạn thực hành đạt kết quả tốt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.